Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm bánh bò từ gạo xay với hương lá dứa nè. Bánh bò rất là dễ làm và đây là cái cách nhanh nhất luôn. Mình không cần phải cái men cơm rượu, mình chỉ làm cái men ngọt á. Bánh xốp mềm, béo nước cốt dừa và thơm mùi lá dứa, ăn nó mềm, qua ngày hôm sau vẫn ngon luôn. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Mình chuẩn bị đây là 200g gạo, thì mình dùng gạo tài nguyên, các bạn có thể mua gạo hạt dài. Thì mình do rửa cho sạch xong rồi cái để mình ngâm qua một đêm để cho phần gạo của mình nó mềm, mình dễ xay hơn. Còn nếu mà các bạn không có thời gian nhiều thì mình ngâm khoảng 8 tiếng cũng được nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị 150g đường cát, 100g cơm nguội cũng là cơm gạo khô luôn, thì khoảng 1/3 chén á, 150ml nước lá dứa mình xay ra. Và đây là men ngọt mình dùng nè, men khô. Các bạn sẽ để cho cái phần gạo của mình á, mình do cho nó khô ráo nước rồi mình hãy cho vô cối xay nha. Rồi mình sẽ cho hết cái nước lá dứa vô. Các bạn sẽ xay thì mình xay khoảng chút á, cái mình ngưng rồi cái mình xay tiếp, làm vậy cho nó nhanh nhuyễn và nó không có bị nóng nữa. Mình xay khoảng 3 lần á để cho nó nhuyễn, xong rồi các bạn sẽ cho cơm vô nha. Cơm á thì giúp cho bánh bò của mình nó thơm và nó có được cái mùi đặc trưng tự nhiên luôn. Và vẫn xay tiếp tục cho nó mịn cơm ra. Mình xay xong rồi cái mình tắt rồi mình xay tiếp. Rồi phần cơm đã nhuyễn mịn rồi thì bây giờ mình sẽ lấy đường mình cho vô. Và vẫn tiếp tục các bạn sẽ xay tiếp cho nó nhuyễn luôn. Rồi mình xay cho nó mịn rồi mình tắt. Lượt qua cái rây dày nha, để bảo đảm cái phần mà lợn cợn thì mình bỏ đi. Phần gạo sau khi xay với đường và lá dứa xong thì các bạn sẽ thấy nó hơi đặc đặc chứ đừng có quá lõng, nếu lõng là cái bánh nó bị nhão. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy đều nha, để cho cái phần nước nó lọt xuống bên dưới hết, rồi cái lợn cợn ở bên trên mà nó còn lại á, thì mình bỏ. Xong rồi nè, bây giờ mình sẽ lường men. 1 muỗng cà phê men khô tương đương là 3g. Men này không có cần kích hoạt, cho trực tiếp vô trong cơm và gạo luôn. Các bạn sẽ khuấy đều lên để cho nó mịn và nó dễ hơn. Có thể lấy ra chút xíu bột á, rồi các bạn khuấy phần men cho nó tan. Hồi nãy mình cho vô trực tiếp luôn nè. Bây giờ thì mình phải chịu khó mình khuấy cho cái men này nó tan ra hoàn toàn luôn nha. Khi mà men đã tan ra rồi, bây giờ các bạn sẽ ủ. Thì phần bột này á, mình phải đậy kín, đậy bằng cái khăn cũng được nữa. Và mình sẽ ủ 1 tiếng đồng hồ nha. Trong thời gian ủ bột á, thì bây giờ chuẩn bị 100ml nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa đặc hay là nước cốt dừa nhất, để cho nó béo. Cho vô tí xíu muối nữa, cho cái phần bánh của mình nó đậm đà hơn. Bắt lên bếp, các bạn sẽ khuấy cho nước cốt nó sôi lăn tăn lên. Rồi bây giờ nó sôi vậy được rồi nha. Tắt bếp mình chờ nguội. Quay trở lại thao bột thì mình ủ được 1 tiếng đồng hồ, nhiệt độ là 29 độ C. Các bạn thấy phần bột nó nổi lên nhiều bong bóng bọt á, là nó được rồi. Đây, bột của mình nó nở tốt rồi nè, men này nó nhanh lắm. Còn nếu mà ủ bằng men cơm rượu á, thì các bạn phải ủ tới 3-4 tiếng lận á. Rồi mình cho cái phần nước cốt dừa đã nguội vô nha. Các bạn nhớ là mình nấu rồi chờ cho nó nguội, hoặc là còn ấm ấm nhẹ nhẹ thôi chứ đừng có nóng. Nếu nóng quá là vô men nó bị chết luôn, là bánh nó không có nở. Có nhiều bạn ở cái bước này á sẽ không có chú ý, thì khi bánh hấp lên nó không có nở. Rồi bây giờ mình khuấy xong rồi nè, phần bột của mình nó mịn vậy nè. Và nó có nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ á. Vậy là được rồi đó, bột đã nở tốt. Mình chuẩn bị cái khuôn 18, thoa dầu để chống dính khuôn. Mình thoa xung quanh cái viền luôn nha. Rồi xong rồi các bạn sẽ cho vô trong nồi để hấp. hấp cho khuôn nóng lên thì mình hãy cho bột vô. Làm vậy thì bánh nó vừa nở tốt nè, mà nó có được cái độ chống dính cho khuôn nữa. Khi mà bánh nguội mình lấy ra dễ dàng, nó không có bị dính. Rồi các bạn khuấy sơ nha, cho bong bóng nó loại bỏ bớt. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Thì khuôn bánh này á, các bạn sẽ hấp trong vòng nửa tiếng đồng hồ nha, với lửa lớn luôn. Sau nửa tiếng, bây giờ mình tắt bếp luôn nha, bánh đã chín rồi đó. Các bạn sẽ mở nắp ra từ từ. Rồi mình mở ra luôn. Bánh nở tốt nè, rất là thơm cái mùi nước cốt dừa và mùi men. Thì bánh đó, các bạn phải chờ cho nó nguội mình hãy lấy bánh ra. Vậy thì cái khuôn nó tróc lóc và nó không có bị dính. Mình úp ngược ra là nó ra dễ dàng luôn á. Bánh bò từ gạo xay, và đây là cách nhanh nhất luôn, không có cần phải ủ tới 2-3 bước. Rồi không có cần nhiều thời gian, chỉ 1 tiếng đồng hồ. Mà bánh vẫn có được cái độ mềm xốp và thơm, ngon như là bánh truyền thống luôn. Mình sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Bánh bò lá dứa hay là bánh bò hấp theo kiểu truyền thống, làm bằng men ngọt, rất là xốp luôn. Các bạn nhìn thấy bên trên nó bóng nha, cầm lên nó mềm giống như là cái bánh bông lan vậy á. Cái mùi lá dứa cũng thơm nữa. Và đây là cái phần lá dứa mình dùng hoàn toàn từ lá dứa tươi, cho nên là ra cái màu rất là đẹp luôn. Xốp mềm nè, bông. Thì mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bánh rất là ngon, thơm mùi lá dứa và béo nước cốt dừa nữa. Và nếu các bạn không thích béo thì có thể thay bằng nước dừa tươi cũng ngon nữa nha, hoặc là sữa tươi không đường. Thì mình thấy cái bánh này là có độ béo, độ ngọt nè. Nếu như thích ít ngọt hơn có thể giảm lượng đường lại. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò xốp từ gạo xay của mình. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình. Nếu như mà các bạn có thắc mắc thì hãy để phần bình luận bên dưới nha, hoặc là muốn góp ý yêu cầu thêm món gì thì hãy nhắn tin vào cái phần bình luận bên dưới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.